Kiểm tra độ bóng, kiểm tra độ bóng đúng như hiện tượng mạng bây giờ, bọn nó giờ kiểm tra độ bóng giơ tay chân này. Giơ chân này. Nghĩa mày giơ chân này kiểm tra độ bóng láng in mặt chân nghe ơi. Chối hàng. Sân nhà đá nhá. Độ bóng của mình là bóng như gương. Bóng láng. Bóng như ngọc chân. Chụp gần cho anh em nhìn tận mắt bóng. Đây là ban ngày đấy. Ban ngày đấy, ban đêm bóng chảy nước đấy. Ai có nhu cầu sơn giả đá, sơn giả gỗ, vẽ tranh tường 3D liên hệ với mình nhé. Xanh ngọc châu phi. Sơn này là sơn giả đá màu xanh châu phi. Quái vật bình thường. Quái vật bình thường, thú vật sơn giả đá. Nếu lúc nào hết mình là bắt trước là biết ngay vậy đó. Quê. Giả đá xanh ngọc châu phi thì có giờ thằng nào mà nó trước cái giờ nó nghiêm quê đó được chỉ của mình thôi, kéo đồng hàng số điện thoại của mình là 0966581851 nhé, Mỹ thuật Hoàng Long. Rồi, xin chào cả nhà nhé.